Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh Tin Mới. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua những nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 31 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, trong vài ngày qua, nhiều nơi ở Trung Quốc đã phải hứng chịu những cơn bão dữ dội. Đài quan sát khí tượng Diên An Thiểm Tây tiếp tục phát tín hiệu cảnh báo vàng về mưa dông và gió giật mạnh vào lúc 8 giờ 56 phút ngày thứ Năm tuần trước. Gió giật ở một số khu vực có thể đạt cấp 7 trở lên, kèm theo sấm sét, mưa lớn cục bộ ngắn ngày và hàng giờ, lượng mưa có thể lên tới hơn 10mm. Video đăng tải trên mạng cho thấy nước lũ tràn vào khu đô thị, đường phố biến thành sông. Trước đó một ngày, địa phương này có mưa lớn, một số khu vực bị ngập nặng. Các video trực tuyến cho thấy các vật dụng như tủ lạnh nổi trên mặt nước có độ sâu dưới ngực người, có nơi mực nước có thể nhấn chìm một người. Một lính cứu hỏa bước ra khỏi hang ngập nước với một tay bế một đứa trẻ, tay kia trèo và bơi. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, có tổng cộng 4 người bị mắc kẹt nhưng tất cả đã được giải cứu. Hôm thứ Tư tuần trước, Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu xanh lam, đề cập mưa vừa đến mưa to và mưa to ở một số khu vực vào ngày thứ Tư và thứ Năm. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh đề nghị tất cả các đơn vị nghỉ làm việc theo giờ cao điểm so le. Trước đó một ngày, Đài quan sát khí tượng thành phố Nhật Chiếu Sơn Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ. Các thị trấn riêng lẻ ở quận Ju, quận Đông Cương và quận Vũ Liên của Nhật Chiếu đã nhận được lượng mưa hơn 100mm trong 3 giờ và hơn 50mm trong 1 giờ. Một cư dân của khu danh lam thắng cảnh núi Cửu Huyền và huyện Vũ Liên, thành phố Nhật Chiếu nói với phóng viên của Voice of Hope. Trời mưa rất nhanh vào buổi trưa và mưa đặc biệt lớn. Thông báo được đưa ra vào chiều ngày 30 tháng 8 là danh lam thắng cảnh đã tạm thời đóng cửa. Khi nào mở sẽ thông báo, Cục Khí tượng Giang Tô, Tô Châu đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão vào lúc 2 giờ 42 phút chiều cùng ngày. Sau đó, mây đen đã bao trùm thành phố tại nhiều nơi ở Tô Châu và gió giật mạnh, có địa phương đạt cấp 12. Vào khoảng 3 giờ, một trạm dừng xe buýt ở phố Thôi Phương phía bắc quận Ngô Trung, Tô Châu đã bị gió giật sập và gạch rơi xuống đất. Cùng ngày, ở Hoàng Sơn cũng có gió thổi mạnh, nhiều xe đạp điện bị thổi bay, người điều khiển ngã xuống đất không gượng dậy được. Dưới cơn gió mạnh, một số rác thải bay tứ tung, khung sắt vụn, xô sắt và các vật dụng khác rơi vãi trên mặt đất. Vào ngày hôm trước, sấm sét gió lớn và mưa cực lớn lại đến thăm Trịnh Châu. Vào khoảng 6 giờ tối vào giờ cao điểm, khu đô thị Trịnh Châu đột nhiên bị bao phủ bởi mây đen, sấm chớp, rồi đột nhiên có gió to và mưa lớn. Sau đó, con đường bị ngập lụt, sức gió tối đa đạt cấp 10. Ông U, một người dân Trịnh Châu cho biết, mấy ngày nay ở Trịnh Châu mưa rất to, một số ô tô bị ngập nước và các phương tiện giao thông bị hư hỏng. Toàn bộ hệ thống thoát nước ở Trịnh Châu không tốt. Chỉ một trận mưa bão, hệ thống thoát nước sẽ ngay lập tức bị ngập nước và chính quyền sẽ không quan tâm đến nó. Hiện tượng nước ngập không thể thay đổi. Phần phía bắc của Trịnh Châu và phía bắc của Hà Nam cũng tương đối nghiêm trọng. Một số người còn chụp được khoảnh khắc bầu trời xanh hiếm hoi trước cơn mưa lớn. Một số cư dân mạng không khỏi đặt câu hỏi, có phải thành phố này bị Chúa lên án không? Bất cứ khi nào có mưa lớn ở Trịnh Châu, mọi người sẽ vô thức nghĩ đến trận mưa xối xả ở Trịnh Châu vào tháng 7 năm 2021 và thương vong nặng nề do lũ lụt ở ga tàu điện ngầm số 5 và đường hầm Kinh Quảng. Nói về những điều này, ông U nói với một chút tức giận, năm 2021 phần lớn là do thảm họa nhân tạo gây ra, hàng trăm nghìn người bỏ chạy tán loạn, dân làng Trác Châu nổi dậy trước sự phẫn nộ của công chúng đang tích tụ. Mưa xối xả liên tục ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc khiến hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng. Hơn 1 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, đặc biệt Trác Châu, Hà Bắc đã trở thành khu vực hứng chịu thiên tai lớn nhất để chính quyền xả lũ. Nửa đêm hôm thứ Ba, cơ quan chức năng bí mật xả lũ sau khi phát hiện người dân địa phương đã chống cự xô xát với công an. Sự tức giận của dân làng đang tăng lên và người dân đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục đến gặp chính quyền. Sau trận lụt ở Trác Châu, Hà Bắc, Bạch Câu, Tân Lập Trang, Tân Kiều và những nơi khác ở Hà Bắc cũng đang gặp nguy hiểm. Việc sơ tán khẩn cấp đã được thông báo, được cho là không có tổ chức thống nhất chính thức. Trong một thời gian, các phương tiện sơ tán đã kẹt đầy đường và không thể di chuyển. Rất đông người dân phải sơ tán cũng không có nơi nào để đi. Đêm khuya lang thang trên đường, trong đó có nhiều người già và trẻ em khiến người dân không khỏi xót xa. Bị ảnh hưởng bởi bão, lượng mưa liên tục và xả lũ thượng nguồn đã biến Trác Châu ở Hà Bắc thành một đại dương bao la. Một số lượng lớn người dân ở Trác Châu vẫn đang bị mắc kẹt trong nước và cần được giải cứu khẩn cấp
Đồng thời, các ngôi làng và thị trấn xung quanh thành phố Cao Bắc Điếm ở Hạ Lưu Trắc Châu cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Các tin nhắn video lan truyền trên Internet cho thấy, vào đêm muộn hôm thứ Tư, chính quyền thị trấn Bạch Câu của thành phố Cao Bắc Điếm đã tạm thời thông báo cho cư dân bên dưới tầng 3 sơ tán. Trong một thời gian, đường phố đầy những phương tiện chạy vội vã. Trong một video, người dân Bạch Câu cho biết lần đầu tiên sau 100 năm, Đại Bạch Câu mới sôi động như vậy và bây giờ là 1 giờ 30 phút sáng. Video quay từ trên cao cho thấy con đường đầy xe bất động. Một người dân khác cho biết lúc 3 giờ 28 phút sáng, trên lối ra đường cao tốc quốc tế đã bị tắc nghẽn 2 km và vẫn còn một hàng dài dòng xe đang chờ phía sau. Một cư dân khác cho biết tôi chạy từ tối đến sáng mà vẫn chưa rời khỏi Bạch Câu. Trong một video khác, một cư dân Bạch Câu nói rằng không thể rời đi và siêu thị về cơ bản đã bán hết hàng. Một thanh niên có lẽ đến từ Cao Bắc Điếm đã kêu gọi cư dân địa phương có nhà trống giúp tiếp nhận người tạm trú. Anh ấy nói nếu có một ngôi nhà trống ở Cao Bắc Điếm xin vui lòng liên hệ với tôi. Chúng tôi hiện đang cho thuê vì phúc lợi công cộng và miễn phí. Vừa rồi, Bạch Câu đã được sơ tán khẩn cấp, Trắc Châu bị ngập lụt, Tân Lập Trang đã được sơ tán khẩn cấp và bây giờ là Tân Kiều cũng được sơ tán. Chúng tôi bắt đầu sơ tán. Bây giờ, hàng chục nghìn người không có nơi ở trên đường phố được thắp sáng rực rỡ. Hiện tại, các ngôi làng và thị trấn xung quanh đã bị chiếm đóng. Cao Bắc Điếm vẫn an toàn, vì vậy, gia đình các thành viên chúng tôi có nhà trống và tôi có thể giúp đỡ. Hiện tại, khách sạn và nhà cho thuê hàng ngày đã đầy, nhiều người già đang đứng trên đường và nhiều trẻ em không có nơi nào để đi. Thật đáng thương, anh ấy cũng cảm ơn một số người dân làng đã giúp tiếp nhận người tị nạn vào giờ muộn như vậy. Tất cả các bạn đều là người tốt. Theo một số phương tiện truyền thông đưa tin, vào ngày hôm trước vào khoảng 12 giờ đêm, cư dân gần thành phố mới Bạch Câu nhận được thông báo khẩn cấp nói rằng do mưa lớn và lũ lụt ở Trắc Châu, sông địa phương đã có nguy cơ vỡ kè, yêu cầu người dân địa phương, cư dân sống tại các nhà gỗ tự xây dựng, cửa hàng và sàn ở tầng 1 và tầng 2 đã được sơ tán ngay trong đêm. Đêm đó cũng xảy ra tắc đường lớn, đoàn xe luồn lách mấy km trong khu đô thị. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, gặp trường hợp khẩn cấp như vậy, tại sao không mở hết các cửa của trạm thu phí cao tốc để người dân nhanh chóng rời đi, từ đó giảm thiểu rủi ro. Ngày hôm sau, Cục Quản lý Đường Cao Tốc địa phương trả lời chưa nhận được thông báo của cấp trên về việc miễn phí qua lại. Nếu tất cả các phương tiện lưu thông trên đường đều không rút thẻ, sẽ gây áp lực rất lớn cho các trạm thu phí khác khi họ thu phí. Còn về tình trạng kẹt xe tại ngã tư đường cao tốc là do một số chủ xe không biết đi đâu sau khi lên đường, khiến một lượng lớn phương tiện ùn ứ tại ngã tư, ảnh hưởng đến giao thông thông suốt. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông đại lục Southern Metropolis Daily, Bạch Câu có vị trí địa lý đặc biệt gần khu vực mới Hồng An và không xa Bắc Kinh, do đó nó đã tiếp quản một số ngành công nghiệp trong khi giải phóng các chức năng không cốt lõi của thủ đô. Bạch Câu là cơ sở sản xuất và bán hành lý lớn nhất ở Trung Quốc, đồng thời có thị trường hành lý cá nhân lớn nhất cả nước, được mệnh danh là thủ đô hành lý Trung Quốc. Ở thành phố mới Bạch Câu có một số lượng lớn thương nhân liên quan đến hành lý, bao gồm các cửa hàng bán hàng và thậm chí là cả các nhà sản xuất nguyên liệu thô hàng gia và nhà phân phối thiết bị. Điều này cũng có nghĩa là hành lý có mối liên hệ chặt chẽ với tài sản của cư dân. Và lũ lụt có thể đồng nghĩa với thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng chục triệu nhân dân tệ. Một số người chạy trốn khỏi Bạch Câu bằng ô tô qua đêm, thấy lũ không xuất hiện như dự kiến, đã chạy trở lại vào ngày hôm sau. Một ông chủ đã nói trên Twitter, không phải tôi không muốn rời đi, nhưng một nửa tài sản ròng của tôi đang ở trong kho, vì vậy đừng lo lắng về việc rời đi. Về mặt thủy văn, sông Bạch Câu đi qua thành phố, thượng nguồn của nó là sông Bắc Kinh từ Trắc Châu và hạ lưu của nó đổ vào sông Đại Khánh. Trước đây đang bị ngập úng nghiêm trọng sau trận mưa lớn ở Bắc Trung Quốc và lũ thượng nguồn cộng với lượng mưa cục bộ và tràn qua sông. Theo báo cáo, đến 12 giờ trưa ngày thứ Ba, có người nhận thấy mực nước bên ngoài thành phố mới Bạch Câu đã giảm xuống và người dân đang thảo luận trên mạng xã hội về việc liệu họ có thể về nhà hay không. Nhưng nước đã không biến mất khỏi không khí loãng và áp lực kiểm soát lũ của toàn bộ lưu vực sông Bạch Câu vẫn còn rất lớn.
một đội cứu hộ nhận thấy mực nước tại các ngôi làng ở phía đông nam Trác Châu ở khu vực thượng nguồn đang dâng cao. Một số nơi đã ngập đến tầng 2. Các nhân viên phụ trách thị trấn Bạch Câu và khu vực này cho biết họ không chắc liệu trong tương lai có nước từ thượng nguồn đổ về hay không và liệu nước sông Bạch Câu có dâng cao hay không. Hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được thông báo có thể chuyển về. Nếu đã rút rồi thì tốt nhất là đợi vài ngày ở bên ngoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.